Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài, đài Vĩnh Long, đài Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like nha các bạn.